Mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mỏ sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mỏ nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn
Cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhé. Xin chào tất cả các bạn, em biết tên của mình. Hôm nay mình sẽ tô mò. Hôm nay mình sẽ tô mò 2 bông cao quả. Đầu tiên thì những đường nhỏ. Rồi, rồi mà xong.